Đặt đất ra anh luôn. Mời các bạn ăn nhé. Bạn Linh chưa bóc được cái kẹo à? Bạn bóc được chưa? Chưa. Rồi, chiếc kẹo màu thử trang này là màu gì nhỉ con nhỉ? Màu trắng ạ. Chỗ này là màu đỏ đỏ. Bây giờ các bạn ơi, các bạn thử ăn miếng xem. Rồi, mời bạn ăn đi. Cho biết cảm nhận nhá. Kẹo có ngon không? Kẹo có ngon không hả bạn? Ngon quá. Ngon mình. Kẹo có vị gì nhỉ con nhỉ? Vị đâu kẹo màu vàng đâu. Đây. Đây rồi. Đây đây rồi. Đây đây rồi. Đây đây rồi. Yellow. Ồ, là một cái kẹo màu vàng rất là đẹp và to các bạn ạ. Bây giờ trong là màu gì nhỉ? Bây giờ bạn đi đi sẽ bóc lên cho các bạn xem nhé. Bạn đi rất là thích ăn kẹo đấy các bạn ạ. Nhưng mà có được ăn kẹo trước khi ngủ không nhỉ? Không. Thì ăn kẹo ở lúc nào con? Ăn kẹo ở lúc buổi sáng ạ. Bây giờ có phải buổi sáng không? Đúng rồi ạ. Con kiểm tra xem nào. Đấy, bạn đi ra bạn kiểm tra. Đúng rồi. Kiểm tra xem đúng là sáng rồi không đấy. Đúng là trời sáng rồi. Chúng mình ăn kẹo thôi các bạn ơi. Lại là một cái kẹo màu vàng đấy các bạn nhé. Đây này, đi này. Nó màu nâu nhá. Là nó bẩn chưa? Là chiếc kẹo màu nâu. Giống như là kẹo sô-cô-la ấy nhỉ? Có phải bị sô-cô-la không hả bạn? Đúng rồi ạ. Đấy, Ninh Ninh đang ăn kẹo sô-cô-la đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc kẹo sô-cô-la hình tròn. Đây mày cầm giúp con nào. Tròn là tròn tiếng Anh là gì? Circle. Circle. Đâu vì gì ạ? Vì gì đấy hả bạn Mimi? Vì chocolate. Chocolate. Cái này ở trong là vị gì nào? Tớ chưa biết. Chắc là vị sữa hay sao nhỉ? Nó màu trắng như là sữa. Tớ không biết. Mình sẽ tự bóc ra. Hay bây giờ mình bóc ra để màu trắng luôn xem bị gì đi. Rồi. Đây nha. Các bạn ơi, đã mở nhé. Kẹo
kẹo màu trắng đâu 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 rồi? Đây đây rồi, đây đây rồi, đây đây rồi. White. Là mình bóc ra. Mình bóc đồ này vậy. Ăn kẹo này lắm.